Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Ở đây có anh em nào thắc mắc tại sao CPU Intel Core i3 lại không có thế hệ 11 không? Và đây chính là câu trả lời CPU Intel Core i3 10105F. Tại sao lại có những dòng này? Về cơ bản thì đây là dòng nâng cấp của CPU Intel Core i3 10100F vô cùng thành công. Chúng ta sẽ có mẫu CPU có 4 nhân 8 luồng xử lý vô cùng mạnh mẽ nếu như so với Intel Core i7 đời cũ, tức là có thể mạnh hơn CPU Intel Core i7 đời cũ. Đây là một trong những phiên bản nâng cấp tương đối tốt tới từ Intel dành cho anh em game thủ. Thì đối với dòng CPU này, nhìn cái màu vỏ hộp thì anh em có thể nhận thấy được là vỏ hộp có màu xanh nhạt, bởi vì đây là dòng nâng cấp, nó nằm giữa dòng thứ 10 và 11, như kiểu là dòng thứ 10 kiểu refresh lại, làm mới lại dành cho anh em game thủ. Đối với những anh em game thủ bây giờ mua thì mình khuyên nên mua mẫu CPU Intel Core i3 10105F này. Còn đối với mẫu CPU Intel Core i3 10100F, nếu anh em thích thì vẫn có thể mua, nhưng đây là phiên bản nâng cấp hơn mà giá lại gần như không thay đổi. Mua phiên bản nâng cấp vẫn ngon hơn mà, bởi vì xung nhịp cao một chút. Và để cắm được CPU Intel Core i3 này thì chúng ta sẽ cần một mẫu main. Mẫu main này đó chính là Acer Prime H510MD. Mẫu main đấy từ Acer sẽ hỗ trợ cho CPU Intel thế hệ thứ 10 và 11. Tức là các bạn có thể mua bất kỳ một dòng CPU nào, miễn là thế hệ thứ 10 và thế hệ 11, cắm thẳng mẫu main này và không cần phải update IOS, mua về cắm vào và sử dụng luôn. Thì mặc dù đây là một trong những mẫu main có mức giá rẻ nhất tới từ Acer, thế nhưng chúng ta sẽ vẫn có những cái gọi là đầy đủ nhất dành cho nhu cầu thông thường. Sẽ có một khe M2 để anh em cắm SDM2 với kích thước tiêu chuẩn là 2280, dĩ nhiên rồi. Một khe X16, khi vài khe X16 này hỗ trợ ra giúp PCIe 4.0 luôn, hoàn toàn có thể cắm được gọi là những phiên bản RTX mới nhất. Thế nhưng mà để cho không ông nào bảo uầy CPU có 4 nhân, nghẽn cổ chai rồi, thế nên mình sẽ lựa chọn mẫu card đồ họa, đó chính là RTX 1660 Super TUF Gaming, cũng đến từ Acer luôn. Toàn bộ các linh kiện vô cùng tuyệt vời tới từ Acer. Còn về thành phần RAM sẽ lắp 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16GB. Và các bạn có thể biết đấy, mặc dù mẫu CPU Intel Core i3 thế hệ thứ 10, kể cả thế hệ thứ 10 là mới lại, thì bus RAM đặc định hỗ trợ không được cao cho lắm. Nếu như ngày xưa anh em mua và cắm một mẫu main dòng H thì cái bus RAM nhận thì sẽ tương đối thấp. Tuy nhiên đối với dòng H thế hệ thứ 10, gọi là H510 trở lên của Intel, chúng ta đã có thể cắm được bất kỳ một thanh RAM nào của bus cao. Và bus RAM tiêu chuẩn theo như mình thấy thì anh em sử dụng Intel Core i3 nếu tiết kiệm thì hoàn toàn có thể lựa chọn thanh RAM bus là gọi là 2666. Còn nếu như anh em nào muốn tận dụng hiệu năng tối đa thì hoàn toàn có thể mua những cái thanh RAM cao cấp và xịn xò hơn bus RAM từ 3000 cho tới là 3200. Và một số các cái công nghệ khác của cái mẫu bên này thì mình sẽ hiển thị cho anh em thôi, nhưng kiểu là chúng ta sẽ có rất nhiều cổng USB để có thể sử dụng, hai cổng xuất hình là cổng HDMI và cổng DisP, tức là cổng VGA, để anh em có thể xuất hình trong trường hợp sử dụng những mẫu CPU khác mà không phải là dòng F, có thể sử dụng và đợi card đồ họa hạ giá có thể mua. Thế nhưng bây giờ card đồ họa giá tốt rồi, mua luôn đi cho nó hiệu quả. Và để chứng minh được hiệu năng của em nó thì mình sẽ test ở trên độ phân giải Full HD ngay bây giờ. Vậy thì các bạn đánh giá sao về combo này? Theo như mình đánh giá là trong khoảng mức 20 triệu đồng, quanh quanh khoảng 20 triệu đồng, tùy thuộc vào anh em lựa chọn linh kiện sao cho phù hợp, thì mình đánh giá là mẫu CPU Intel Core i3 10105F này là hoàn toàn tốt và đi kèm mẫu main, đó chính là Acer Prime H510 kết hợp với GTX 1660 Super sẽ là một combo cực kỳ hoàn hảo để dành cho anh em trong thời điểm hiện tại. Và đánh giá của anh em sao về combo này, đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn lại anh em trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.